Câu thứ 5. Phật tử hỏi là: kính bạch thầy, con có 3 câu hỏi kính mong thầy giải đáp. Câu thứ nhất: trong lúc cầm quyển kinh khi gặp chư tăng ni, con có phải xá chào không? Thầy xin trả lời gì? Chắc chắn là không. Vì gì? Vì kinh Phật là gì? Chính là pháp. Mà pháp là gì? Là ngôi vị tôn kính thứ hai trong 3 ngôi tam bảo. Ngôi thứ nhất là gì? Là Phật. Ngôi thứ hai là pháp, và ngôi thứ ba mới là gì? Mới là tăng. Vậy chúng ta đang cầm kinh Phật trên tay, tức là chúng ta gì? Đang có pháp ở trong gì? Trên tay. Cho nên là chúng ta không được cầm quyển kinh để gì? Để xá chư tăng. Mà có thể chúng ta cầm quyển kinh, chúng ta chỉ gì? Hơi cúi đầu, hoặc chúng ta chỉ gì? Chỉ đứng trang nghiêm, chúng ta gì? A Di Đà Phật. Vậy thôi. Còn ở pháp hội, mà các vị thấy ở pháp hội của chùa Khai Nguyên, chúng ta thấy các Phật tử không phải là để xá thầy. Cái khi mà đi kinh hành á, các Phật tử thường là hơi cúi mình và giơ quyển kinh lên này á, để lên trên đầu này, để hơi hơi cúi mình xuống, để là cũng là để biểu thị cái sự tôn kính pháp và sự tôn trọng tăng thôi, chứ không phải là cầm quyển kinh như thế là để xá thầy với xá ban pháp khí và xá ban trai chủ đâu. Đó, các Phật tử phải hiểu rõ cái điều đó. À, như vậy là chúng ta biểu thị gì? Tôn trọng pháp, à, kính pháp và tôn trọng tăng. Kính pháp là sao? Khi đó chúng ta hơi cúi đầu xuống và để cái quyển kinh lên gì? Trên đầu chúng ta này, là như thế này, là cúi xuống như thế này. À, thì đó gọi là biểu thị của sự kính pháp và sự tôn trọng tăng. Tôn trọng tăng thì chư tăng đi qua, thì chúng ta không nhìn thẳng vào mặt chư tăng mà chúng ta cúi, hơi cúi mình, hơi cúi đầu xuống. À, đó gọi là tôn trọng tăng. Ý thứ hai, Phật tử nào hỏi là: trời đang nóng mà chúng con lấy kinh quạt có được không? À, chắc chắn không được. Nóng đến đâu thì nóng cũng không được lấy kinh của Phật để phe phẩy như thế này. Như thế này thì gọi là gì? Gọi là coi thường pháp. Quyển kinh là vô lượng pháp bảo, mà chỉ do kim khẩu của Đức Phật nói ra, hoặc do các đệ tử của Đức Phật nói ra, được Đức Phật gì? Ấn chứng, thì đó mới gọi là kinh Phật. Kinh Phật là con đường để dẫn chúng sinh thoát khỏi bến mê, tiến về bờ giác. Kinh Phật có gì? Có công năng gì? Phá mê khai ngộ, phá tà hiển chính, là con mắt sáng cho nhân thiên nương vào đó để thoát ra khỏi cái đêm dài tăm tối, tiến tới bến bờ giải thoát giác ngộ. Cho nên á, chúng ta vừa đọc kinh Phật xong mà chúng ta lại gì? Nóng quá lấy kinh Phật để quạt phạch phạch như thế này ạ. Như vậy là gì? Không có một cái sự tôn kính pháp, không có một sự tôn kính Phật đã nói ra pháp đó, không có sự tôn kính chư tăng là những người đã bảo vệ, duy trì, thậm chí đổi cả xương máu của mình để duy trì và hoằng truyền những bộ kinh đó. Cho nên ấy, chắc chắn là không được. Nóng thế nào thì cũng không được gì dùng kinh, dùng luật, dùng luận của Phật để gì? Để quạt mát rồi. Chắc chắn không được. Cái gì phương tiện được thì chúng tôi là nói là phương tiện. Còn cái gì nhất định không thể phương tiện, đó là gì? Là nhất định không thể phương tiện. Ví dụ như là đang cầm kinh Phật ở trên tay mà gì? Thấy thầy mình đến, thấy tăng ni, tức là thầy mình đến là gì? Mà cầm quyển kinh Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật như thế này thì là không được, nhất định không được. Cho nên nếu có kính Phật trong tay, chúng ta cầm quyển kinh trên tay, chúng ta thì để trước ngực chúng ta này, và chúng ta thì đứng yên, chúng ta A Di Đà Phật, hoặc chúng ta chỉ hơi cúi đầu A Di Đà Phật thế này thôi. Chúng ta không được cầm quyển kinh mà vái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thế này. Đó, các Phật tử nhớ đấy là gì? Nhất định không được, không được làm. Và việc thứ hai, nhất định không được làm nữa, đó là gì? Không được lúc nóng lấy kinh sách của gì? Của Đức Phật, hay là của các tổ sư, sớ giải của tổ sư để mà quạt mát cho mình. Đó là nhất định không được làm. Ý thứ ba, Phật tử nói khi chúng con đang tụng kinh, dùng nước miếng lật qua trang khác có nên không? Xin thầy hoan hỷ giải thích cho. Cái này cũng nhất định không được. Phật tử này hỏi 3 câu thì chúng tôi đều trả lời cả 3 đều nhất định không được. Vì kinh Phật là vô thượng pháp bảo của Đức Phật, mà 10 phương chư Phật đều hộ trì,
mười phương chư Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tăng đều tán dương khen ngợi và hộ trì. Mười phương chư, chư thiên long bát bộ pháp thiện thần đều coi trọng và bảo vệ nó. Cho nên nay chúng ta là một Phật tử, là một thiện nam tín nữ hoặc là một tăng ni, đọc kinh Phật chúng ta không đủ lòng thành kính thì thôi, mà chúng ta dở sang trang chúng ta lại còn gì, lại còn thấp nước miếng vào để lật trang kinh như thế này để cho dễ dở, như vậy là gì, là sai, chắc chắn không được, không được làm như thế. Rồi có Phật tử này nói là gì, vậy cũng con không gì không dùng nước miếng mà chúng con lấy một cái đĩa nước hoặc cái chén nước để bên cạnh, những con cho tay vào cho gì để con dở cho nó dễ có được không? Cũng không được. Vì sao? Vì kinh Phật không thể để nó rách ngứt tàn tã được. Chúng ta biết cái giấy mà gặp nước thì sao nhỉ? Giấy gặp nước thì sao? Nó sẽ bở và nó sẽ gì? Sẽ rách trong gì? Một vài lần chúng ta dở kiểu như thế. Đáng lẽ quyển kinh này thì cái tuổi thọ nó được 10 năm. Nhưng chúng ta dở kiểu như thế nó coi chưa được một năm nó gì? Nó đã mất hết cái góc và thậm chí dần dần nó cứ vào hết, mất cả quyển chữ, quyển kinh không còn trang nghiêm nữa. Cho nên dùng nước để thấm để dở cũng không được. Chúng ta phải giờ này phải luyện dần cho cái tay mình nó khéo, nó điêu luyện đi. Điêu luyện là sao? Chúng ta biết là xỏ cái kim. Ngày xưa các cụ ngày xưa thì các cụ ngày xưa ở quê mà thường may vá thường phải lấy cái chỉ để xỏ cái kim. Không phải các vị đừng có nghĩ rằng á, bất cứ ai dù mắt sáng đến đâu không phải cầm cái sợi chỉ xỏ một cái là được với kim đâu, mà phải gì cũng phải xỏ mãi, xỏ nhiều lần nó mới thành quen, nó mới thành gì mình gọi là điêu luyện đó, làm nhiều lần thành quen. Cái lỗ cái kim nó rất là nhỏ, nó chỉ có xuyên qua cái chỉ, nó chỉ có gì lọt qua một tí thôi, nhưng người quen tay, người may vá quen tay, người ta cầm cái kim, người ta xoáy cái chỉ một cái và người ta gì giơ cái kim lên, người ta gì thậm chí người ta quay mặt đi đằng khác, người ta gì xỏ vẫn gì vẫn đúng cái lỗ kim rất nhỏ đó và kéo cái sợi chỉ bên ngoài. Đó là cái sự điêu luyện, rèn luyện mãi thành quen. Chúng ta dở kinh cũng vậy. Chúng ta dở chúng ta chỉ cần ba ngón tay hoặc mấy ba ngón tay như thế này chúng ta dở. Chúng ta chỉ cần hơi xê cái tờ giấy, chúng ta miết nhẹ cái tờ giấy một cái liền là nói gì? Một cái tờ giấy trên nó bong lên, một cái tờ giấy dưới thì nó tụt xuống. Chúng ta nhớ hơi miết một cái, hơi xoay miết một cái, thế là nó cái tờ kinh nó sẽ gì rời nhau thôi. Đấy là cái nghệ thuật dở kinh. Các vị nhớ nhé, hơi ngón tay như thế này, đây ngón tay như thế này, ngón tay như thế này. Chúng ta chỉ cần hơi miết một cái đó thì có nghĩa là một tờ gì? Tờ lên tờ xuống rồi. Đó, chúng ta lấy tờ lên, lấy như thế này, tờ lên tờ xuống. Đó, miết như thế này, nhẹ nhàng thôi. Đừng có làm mạnh quá như thế này, nó nhàu cũng gì? Cũng dễ hỏng quyển kinh rất là nhanh. Cho nên chỉ cần cái góc, chúng ta rất là nhẹ nhàng, hơi miết một cái, thấy chưa? Được một tờ. Có mấy tờ hơi miết một cái. Ngón tay cái chúng ta đẩy lên phía trước, ngón tay gì ban dưới ngón tay cái chúng ta gì kéo xuống phía dưới, nhớ xoáy như thế này, xoáy thế này, xoáy thế này, đương nhiên là được tờ gì, tờ lên tờ xuống. Không đừng có cười, tôi phải dạy rồi, dạy như là dạy gì, dạy trẻ con ấy. Các cụ các Phật tử các hoan hỷ thông cảm cho, lắm khi là gì tôi thì con người thì dân tộc quê mùa chất phác cho nên nói cái gì nó cũng phải thực tế, cho nên đừng có cười. Nó rất thực tế trong cuộc sống. Ai biết rồi thì không sao, mà đây là nói cho những người chưa biết. Cho nên ở đây á, chắc chắn không được dùng nước miếng để dở quyển kinh, hay kể cả nước trắng bình thường chúng ta cũng không nên lấy cái đĩa hoặc cái chén hay cái bát để lên để lấy nước để dở kinh như thế, nó sẽ làm nhanh hỏng quyển kinh, sẽ phải tội. Cho nên ba câu hỏi của một Phật tử này thầy đều trả lời là nhất định không được. Đó, xin trả lời thêm rộng ra như vậy để cho các Phật tử chúng ta cùng biết thêm. Amen.